Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói gì trước trận đại chiến Ả Rập Xê Út? Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ về mục tiêu của đội tuyển Olympic Việt Nam ở trận đấu cuối cùng gặp Ả Rập Xê Út. Thất bại 0-4 trước Iran vòng đấu trước khiến cơ hội đi tiếp của Olympic Việt Nam trở nên hẹp đi khá nhiều. Tuy nhiên, nếu giành được ít nhất một điểm trước Saudi Arabia, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn có cơ hội vào vòng sau. Ở buổi tập mới nhất, toàn đội chỉ tập nhẹ vào buổi chiều, chủ yếu để các cầu thủ thư giãn, hồi phục lại thể lực. Ban huấn luyện Olympic Việt Nam và huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trong khi đó cũng dành thời gian nghiên cứu kỹ lối chơi của Saudi Arabia. Chia sẻ trong ngày 22 tháng 9, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói về mục tiêu của đội tuyển Olympic Việt Nam ở trận đấu cuối cùng gặp Ả Rập Xê Út. Olympic Việt Nam cố gắng kiếm được một điểm. Rất khó khăn, nhưng đội tuyển phải cố gắng. Ban huấn luyện và các cầu thủ sẽ cố gắng, quyết tâm cao độ. Olympic Việt Nam đã có bài học lớn sau trận đấu hôm qua. Ngay từ khi giải đấu diễn ra, VFF đã cho biết không đặt nặng thành tích cho Olympic Việt Nam. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho rằng giải đấu này là cơ hội lớn. Việc tham dự Olympic rất khó nên chúng ta phải cố gắng nắm bắt cơ hội khi được tham dự ASEAN. Về thành tích, nếu có thể tiến sâu hơn, được đấu với nhiều đối thủ mạnh hơn thì càng tốt cho chúng ta. Theo quy định môn bóng đá nam tại ASEAN 19, vòng bảng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt. Các đội đầu bảng, nhì bảng và bốn đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng mùng 1 tháng 8. Trải qua hai lượt trận, bốn trong năm đội đứng thứ ba tạm thời được xếp vào diện đi tiếp bao gồm Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Qatar, Việt Nam và Myanmar. Như vậy trước mắt, Việt Nam vẫn đang nằm trong diện giành quyền vào vòng mùng 1 tháng 8 của giải. Hiện tại, U23 Việt Nam đang xếp thứ ba tại bảng B và vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu như có được một trận hòa trước Ả Rập Xê Út. Nếu giành chiến thắng trước đội bóng Tây Á, Việt Nam sẽ chắc chắn đi tiếp. Trận đấu cuối cùng của Olympic Việt Nam và Olympic Ả Rập Xê Út sẽ diễn ra vào lúc 18:30 ngày 24 tháng 9. Đội tuyển Olympic Việt Nam hướng tới trận quyết đấu gặp Saudi Arabia. Tối ngày 22 tháng 9, đội tuyển Olympic Việt Nam đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu cuối vòng bảng môn bóng đá Nam ASEAN 2023. Gạt sang một bên nỗi buồn thua đậm trước Iran, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cùng nhau hướng tới trận đấu then chốt gặp Saudi Arabia với tinh thần tích cực nhất. Do vừa trải qua thi đấu nên buổi tập diễn ra với khối lượng vừa phải, chủ yếu giúp các cầu thủ thư giãn gân cốt và tái tạo năng lượng. Tuy vậy, thời tiết tại Hàng Châu lại không ủng hộ thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn với mưa nhỏ kéo dài cả ngày khiến mặt sân tập sũng nước. Các cầu thủ buộc phải mặc áo mưa nhảy bên ngoài để phòng nhiễm lạnh. Do thời tiết bất lợi nên buổi tập chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 1 giờ đồng hồ. Ban huấn luyện cũng chủ yếu triển khai các bài vận động về bóng. Giữa các cầu thủ dự bị hoặc vào sân thay người ở hiệp 2, trận gặp Iran được tăng cường thêm nội dung chạy bên quanh sân nhằm duy trì thể lực. Chia sẻ về tình hình của đội tuyển Olympic Việt Nam, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết, trước khi đến đây, chúng tôi có sự đánh giá tổng quan về các đội trong bảng đấu của mình. Rõ ràng, chúng ta không thể nói với các cầu thủ rằng đội đó quá mạnh, đối thủ đó quá hay, quá tốt. Chúng tôi phải có phương pháp làm việc với các cầu thủ. Thực sự, trận đấu vừa qua chúng ta đều thấy rồi, đội Iran áp đảo hoàn toàn, từ cá nhân đến tập thể, từ tuổi nghề, kinh nghiệm. Tôi nghĩ rằng, kết quả thua quá đậm thì cầu thủ cũng hơi buồn. Nhưng góc độ của tôi lại nghĩ khác, rõ ràng mình đã có sự chuẩn bị đón nhận kết quả trước rồi. Theo tôi, trận đấu dừng ở kết quả 0-2 thì sẽ tốt hơn về mặt tâm lý cho các cầu thủ. Nhưng không sao cả, mọi thứ đã qua. Hôm nay, các cầu thủ đã trở lại tập luyện. Chứng minh như này nhưng các cầu thủ tập luyện hưng phấn. Tôi nghĩ họ đã trở lại bình thường. Đối với kế hoạch chuẩn bị cho trận gặp Olympic Saudi Arabia, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói, trước khi ra sân tập, chúng tôi đã có cuộc họp. Xem lại băng hình trận đấu với Iran để rút kinh nghiệm. Mọi thứ đang ổn, dù chúng ta còn cửa rất hẹp. Ban huấn luyện có trao đổi với cầu thủ rằng làm sao cố gắng lách qua khe cửa đó. Về tính toán chi tiết, đó là việc của ban huấn luyện. Còn nhiệm vụ của các cầu thủ phải tập trung chơi tốt trận đấu với Saudi Arabia. Tại trận đấu này, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ chịu thêm một sự tổn thất về lực lượng khi hậu vệ Đức Anh phải nghỉ thi đấu do nhận hai thẻ vàng. Về phương án nhân sự, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết, hôm qua tôi thay Đức Anh bằng Nam Hải. Đó là bước khởi động để Nam Hải thay thế vị trí đó. Cậu ấy từng chơi vị trí này ở U23 Việt Nam và ở câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An rồi. Ngoài ra, chúng ta còn Minh Trọng có thể đá hậu vệ trái được. Tôi hy vọng Tuấn Tài có thể tham gia được trận đấu với Saudi Arabia. Tuấn Tài đã có thể tập trở lại. Hiện tại, chúng ta còn Hồng Phúc và Phi Hoàng chưa thi đấu. Hai trận vừa rồi chúng tôi phải điều chỉnh rất nhiều. Trận ra quân chúng tôi phải chơi với đội hình tốt nhất để có 3 điểm. Ở trận gặp Iran cũng thế, chúng tôi cần đội hình mạnh. Tùy thời điểm, tôi sẽ cố gắng tạo điều kiện cho họ vào sân. Theo kế hoạch, sáng ngày 23 tháng 9, Olympic Việt Nam sẽ bước vào buổi tập chiến thuật để chuẩn bị cho trận đấu gặp Saudi Arabia. Với cục diện hiện tại, để duy trì cơ hội đi tiếp, đội tuyển Olympic Việt Nam cần giành được ít nhất một điểm trước đối thủ này.
Olympic Việt Nam tìm cơ hội đi tiếp. Để thua Olympic Iran ở lượt trận thứ hai, cơ hội đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn còn, nhưng sẽ khó khăn khi phải gặp Olympic Saudi Arabia. Đội bóng được đánh giá rất cao ở lượt cuối vòng bảng môn bóng đá nam ASEAN 2023. Dù thi đấu rất thận trọng nhưng Olympic Việt Nam vẫn thua đậm 0-4 trước Iran ở lượt trận thứ hai bảng B ASEAN 19. Dù thua đậm Olympic Iran nhưng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết Olympic Việt Nam vẫn còn có hy vọng lọt vào vòng 16 đội. Tuy nhiên điều này không hề dễ dàng. Sau trận thua Olympic Iran, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tỏ ra không hài lòng khi các cầu thủ tiếp tục phạm sai sót ở những thời điểm cần sự tập trung cao nhất, giống như ở trận đấu với Mông Cổ. Đây là vấn đề của chúng tôi. Các cầu thủ cần tập trung ở đầu và cuối hiệp. Điều này tôi đã căn dặn trước giải đấu, nhưng họ làm không tốt. Giờ chúng tôi sẽ có một cơ hội nữa, cần cầu thủ có thời gian kiểm soát trận đấu từ phút đầu. Những sai lầm này, chúng tôi sẽ sửa. Olympic Việt Nam là một trong những đội trẻ nhất ASEAN lần này và chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc đua tranh thành tích, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định. Tôi nghĩ đấy là điều bình thường, vì chúng ta chấp nhận cuộc chơi và định hướng của chúng ta là tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ có kinh nghiệm thi đấu. Đó là một định hướng rất đúng đắn của VFF nhằm chuẩn bị cho tương lai của bóng đá Việt Nam. Sau hai lượt trận đầu tiên của môn bóng đá Nam ASEAN 19, Olympic Việt Nam tạm xếp thứ 3 tại bảng B. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và học trò có 3 điểm sau khi thắng Olympic Mông Cổ 4-2 và thua Olympic Iran 0-4. Cơ hội đi tiếp chưa hết, nhưng Olympic Việt Nam đối mặt với thách thức lớn. Trận thua trước Iran khiến cơ hội giành vé đi tiếp của đoàn quân áo đỏ giảm đi rất nhiều. Trận đấu cuối cùng gặp Olympic Saudi Arabia thực sự khó với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khi đối thủ cũng muốn thắng đậm để cạnh tranh ngôi đầu. Đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chỉ hơn Olympic Myanmar về chỉ số fair play. Vấn đề là Olympic Việt Nam không những có chỉ số bàn thắng, bàn thua bất lợi mà còn có lịch thi đấu nặng nhất ở lượt trận cuối so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Ở trận đấu cuối vòng bảng gặp Olympic Saudi Arabia, Olympic Việt Nam cần ít nhất phải có điểm để níu lại tấm vé vào vòng 16 đội. Tuy nhiên, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ không có đủ lực lượng mạnh nhất. Theo điều lệ của môn bóng đá nam ASEAN 19, 12 đội nhất nhì của 6 bảng cùng 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất góp mặt ở vòng 1/8. Do bảng D chỉ có 3 đội nên thành tích của các đội xếp thứ 3 với đội cuối bảng không tính. Vì thế, còn lại 5 đội xếp thứ 3 tại các bảng đấu có cơ hội đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp. Sau 2 trong 3 lượt đấu tại vòng bảng môn bóng đá nam ASEAN 2023, danh sách các đội đứng thứ 3 tại 5 bảng lần lượt theo thứ tự: Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Qatar, Việt Nam và Myanmar. Như vậy, Olympic Việt Nam tạm thời lọt vào nhóm 4 đội đứng thứ 3 đi tiếp. Olympic Việt Nam cũng nhận diện được một đối thủ sau kè tấm vé đi tiếp ở tư cách đội đứng thứ 3 có thành tích tốt. Đó là đội thứ 3 của bảng A, có thể là Myanmar hoặc Ấn Độ. Lúc này ở bảng A, Trung Quốc chắc chắn giành ngôi nhất bảng. Vị trí thứ 2 và 3 sẽ là cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa Myanmar và Ấn Độ. Hai đội sẽ gặp nhau vào lúc 18:30 ngày 24 tháng 9, cùng giờ với trận đấu giữa Việt Nam và Saudi Arabia. Myanmar và Ấn Độ đều thắng đội bét bảng Bangladesh và thua đội đầu bảng Trung Quốc. Nếu trận đấu này phân định thắng bại, Myanmar hoặc Ấn Độ sẽ đứng nhì bảng. Đội còn lại đứng thứ 3 sau khi bỏ kết quả thắng với đội bét bảng Bangladesh sẽ chỉ có 0 điểm. Thua cả Trung Quốc lẫn đối thủ trực tiếp khi so kè với các đội thứ 3 khác. Khi ấy, trong trường hợp Việt Nam thủ hòa thành công Saudi Arabia, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ giành quyền đi tiếp. Nếu Olympic Việt Nam thua Saudi Arabia, cơ hội đi tiếp vẫn còn nếu đội xếp thứ 3 ở một trong 4 bảng đấu còn lại A, D, E, F có hiệu số bàn thắng bại thấp hơn Olympic Việt Nam. Tuy nhiên, khả năng này không cao bởi những đối thủ cạnh tranh với Olympic Việt Nam đều không gặp phải những đối thủ mạnh. Lúc này, Olympic Myanmar đang ở vị trí bị loại nhưng có khả năng xảy ra kịch bản dắt tay Olympic Ấn Độ đi tiếp nếu hòa nhau ở lượt trận cuối. Tương tự là cặp đấu giữa Olympic Qatar và Olympic Palestine. Olympic Thái Lan đã có một điểm làm vốn trước khi gặp đội cuối bảng Olympic Kuwait. Olympic Indonesia sẽ gặp đối thủ mạnh Olympic Triều Tiên ở lượt trận cuối, nhưng hiệu số đang là -2. Vì vậy, nếu thua trận thứ hai liên tiếp, khả năng về nước sớm của Olympic Việt Nam sẽ rất cao. Bóng đá Nam ASEAN 19, kịch bản nào để Olympic Việt Nam vượt qua vòng bảng? Olympic Việt Nam, Việt Nam vẫn có thể đoạt vé vượt qua vòng bảng ASEAN 19, nhưng gặp thử thách lớn ở trận cuối vòng bảng khi đối đầu với Saudi Arabia. Việt Nam để thua đậm 0-4 trước Iran ở lượt trận thứ 2 tối ngày 21 tháng 9, tụt xuống thứ 3 tại bảng B ở bóng đá Nam ASEAN 19 cũng trong ngày 21 tháng 9 này. Indonesia, Thái Lan, Myanmar cùng thua và cùng nằm trong danh sách 5 đội thứ 3 cạnh tranh 4/5. Vé đội thứ 3 có thành tích tốt giành quyền đi tiếp, đội còn lại là Qatar. Do bảng C chỉ có 2 đội nên nghiễm nhiên có vé vào vòng sau, chỉ còn lại các đội ở các A, B, D, E, F cạnh tranh các suất vé bớt này. Xét về thực lực, Việt Nam khả năng cao vẫn nằm trong top này.
ở lượt trận cuối cùng của bảng B để vượt qua vòng bảng. O Việt Nam cần thắng O Saudi Arabia ngày 24 tháng 9. Tuy vậy, cửa này khó thực hiện bởi O Saudi Arabia rất mạnh. Cửa hòa là mục tiêu khả dĩ hơn. Khi đó, Việt Nam có được một điểm, trận thắng O Mông Cổ không được tính trong bảng có 4 đội và cạnh tranh một trong 4 vé dành cho đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Song mục tiêu này cũng rất khó vì O Saudi Arabia có thể sẽ theo đuổi chiến thắng để đoạt ngôi đầu bảng B. Trong trường hợp thua O Saudi Arabia, O Việt Nam cần tránh thất bại đậm như ở trận gặp O Iran để so chỉ số với các đội đứng thứ 3 bảng H. Trên bảng xếp hạng các đội xếp hạng 3, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang đứng thứ 4 bằng cả điểm và chỉ số phụ với Myanmar, nhưng xếp trên nhờ chỉ số fair play. Đó là chưa kể, bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3 có thể sẽ thay đổi rất nhiều ở loạt trận cuối. Do vậy, cuộc đua giành vé đi tiếp trở nên rất khó lường. Bởi vậy, mục tiêu tối thượng của O Việt Nam là phải giành quyền tự quyết, ít nhất là kết quả hòa trong lượt trận cuối của vòng bảng với O Saudi Arabia. Nếu thế, O Việt Nam không được chơi như ở hai trận đã qua. Bài học từ những bàn thua trước O Mông Cổ ở thời điểm đầu và cuối hai hiệp đấu vẫn lặp lại ở cuộc đối đầu với O Iran. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã nói chúng tôi phải quên trận này, tập trung cho trận đấu đó với O Saudi Arabia, nhưng không có nghĩa là các học trò trẻ của ông được quyền quên những sai lầm đã trở thành điểm yếu cốt tử cho đối thủ khai thác. Không khó nhận ra O Iran hơn hẳn O Việt Nam về mọi mặt, từ thể hình, thể chất, tuổi tác hay kinh nghiệm và vị trí 22 trên bảng xếp hạng FIFA so với 95. Nhưng các học trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng phải nhận ra rằng sau bàn thua sớm ở phút thứ 5 hiệp 1, O Việt Nam đã chơi tốt ở 40 phút còn lại, không để thủng lưới thêm lần nào. Vậy nhưng, chỉ 2 phút lơi lỏng ở đầu hiệp 2 và 2 phút bù giờ, O Việt Nam phải nhận thêm 2 trên 3 bàn thua còn lại. Có một bàn thua khác nằm ngoài dự tính là việc O Việt Nam chấp cả hai cầu thủ lớn tuổi Sĩ Huy và Nhâm Mạnh Dũng ở cả hai trận đã đấu. Những trận đấu như thế này rất bổ ích với cầu thủ Việt Nam, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhận xét không sai. Nhưng về vế cần thiết là cầu thủ trưởng thành nhiều hơn lại không đến kịp vào thời điểm mà đội bóng cần nhất. Chỉ còn một trận nữa để sửa chữa sai lầm, nếu không sẽ chẳng có cơ hội để rút kinh nghiệm trong khuôn khổ ASEAN 19. Với những gì đã xảy ra và diễn ra, có thể nói Việt Nam không có sự chuẩn bị đủ tốt ở ASEAN 19, đặc biệt là về tâm lý và y tế. Dù có viện lý do đây là bước chuẩn bị cho hành trình dài hơn đi nữa, câu chuyện về tinh thần thi đấu hay tuân thủ chiến thuật dù luôn được xác định là mấu chốt thành công của một tập thể, những điều đó hiện đang thiếu ở O Việt Nam. Sau hai loạt trận đấu ngày 21 và ngày 22 tháng 9, đã xác định 6 đội bóng chính thức giành vé vào vòng 1/8 là chủ nhà Trung Quốc, 6 điểm. Hơn 2 đội phía sau lần lượt 4 và 3 điểm, Hàn Quốc, 6 điểm, hiệu số cộng 13, Iran, 4 điểm, Uzbekistan, Hồng Kông và Triều Tiên, 6 điểm, cộng 3. Trong số này, Uzbekistan và Hồng Kông đi tiếp ngay khi giải đấu chưa bắt đầu do hai đội Syria và Afghanistan bỏ giải, nên bảng C chỉ còn 2 đội nghiễm nhiên đi tiếp.